bị thoái hóa đốt N4, N5 mà đã bị mổ cách đây 12 năm. Thì năm ngoái có nghe thầy sang thì là em có đi học từ năm ngoái và được hướng dẫn cách chườm đá thì em có thường xuyên chườm đá hàng ngày đến bây giờ. Thì em nhận thấy một điều là như lúc bắt đầu mổ bác sĩ nói là đốt cột sống của em mổ là sau từ 5 đến 6 năm đấy, hoặc nhiều nhất là 10 năm phải đi mổ lại vì cái silicon bên trong nó bị thoái hóa. Thế nhưng mà cái thứ nhất vấn đề là em sợ em không dám mổ. Và sau khi chườm đá thì em thấy một điều là một năm gần đây nó ít bị đau và hầu như là không bị đau. Chứ như trước là một năm là 2-3 lần em phải đi bác sĩ để massage giờ mới lại để coi như là chườm chườm cái đất của Tây bên này đó. Thế nhưng mà đấy là một điều em nhận thấy là nó rất là tốt. Có nghĩa một năm nay em hầu như là không bị đau lại hai cái đốt đó. Và vấn đề quan trọng là lúc chườm đá thì mình ngủ rất là ngon Đúng. đấy. Và cái vấn đề thứ hai nữa là trước kia mà em ngủ đó thì rất là hay phải giở mình vì bị đau cột sống, cho nên là khi mình giở mình liên tục đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thế nhưng từ khi em chườm đá thì đôi khi là nằm ngủ mà đôi khi quên đá nó rơi xuống lúc nào cũng không biết. Đấy là em nhận thấy và em cảm thấy thời gian gần đây sức khỏe của em rất là tốt. Rồi. Dạ. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.